Chủ nhật thứ hai mùa vòng 5B. Ý lễ xin trong tuần. Cô chú Nghĩa Hạnh xin lễ cầu cho các linh hồn. Con xin mời cộng đoàn đứng chuẩn bị đón cha chủ tế bắt đầu thánh lễ. Này dân Sion hỡi, Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân. Người sẽ lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan hỷ. Con xin chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Con xin cũng xin nhắc, hôm nay là thứ bảy đầu tháng, sau thánh lễ chúng ta cũng sẽ có chầu thánh thể. Chính vì thế quý ông bà và anh chị em ở nhà, chúng ta sắp xếp, chúng ta cố gắng sau thánh lễ chúng ta ở lại thêm 15 phút để chúng ta chầu thánh thể. Và đặc biệt vì chúng ta ở nhà, chúng ta cũng đã không được rước Chúa rồi, thì ít nhất chúng ta cũng hy sinh thêm 15 phút để chúng ta có thời gian chúng ta tâm sự với Chúa. Rồi sau thánh lễ con sẽ ban phép lành thánh thể luôn. Chúng ta bắt đầu thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thư nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ai tuân xin đừng để chúng con mãi mê thế sự, chẳng còn ham hờ đi đón mừng con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biên ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đêm muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Thiên Chúa phán: Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thần. Thời phục dịch của thần đã mãn, tội của thần đã đền xong, vì thần đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Có tiếng hô trong sa mạc: Hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lỗ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miền Đức Chúa đã tuyên phán. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion,
hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành miền Giuđa rằng, kìa Thiên Chúa, các ngươi, kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chữ quyền. Bên cạnh người, này công lao lập được. Trước mặt người, đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử, Chúa chăn giữa đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thay tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thay tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ hiếu trung. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của người hằng chiêu tòa trên đất nước chúng ta. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thay tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Tin nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tin nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thay tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Vâng, chính Chúa sẽ tăng ban phúc lộc và đức chúng ta trổ sinh hoa trai. Công lý đi tiền phong bức trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thay tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phêrô, tông đồ. Anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên. Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời Chúa. Như có kẻ cho là người chậm trễ, kỳ thật, người kiên nhẫn đối với anh em, vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khởi đầu tin mừng Đức Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng: Có đứng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước. Còn người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con không biết quý ông bà và anh chị em làm sao, nhưng mà đối với con, mùa vọng là một cái mùa nó hơi buồn. Nó phát xuất từ cái hồi con còn ở trong dòng. Nó buồn cái chỗ là bởi vì cái hồi đó cùng anh em với nhau, một nhóm với nhau, thì khi xin khấn thì có một mình con không được khấn thôi. Nên đâm ra trước Giáng sinh anh em thì họ khấn, mình ngồi dưới một mình. Nên đâm ra từ lúc đó đi, cứ tới mỗi một mùa vọng lại cảm thấy buồn. Tuy sau đấy thì dĩ nhiên 5 năm trước thì cũng mùa vọng thôi, thì anh em của chúng con đã được chịu chức 6. Nhưng mà cái nỗi buồn không được khấn cùng anh em nó vẫn còn ở trong lòng. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, thật sự ra những điều đó nhắc nhở cho chúng ta đôi khi trong đời sống của chúng ta nó cũng có những cái nó không được như ý của chúng ta muốn. Đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta lẻ loi, đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta thất vọng, và đặc biệt trong thời gian này vì bệnh dịch, vì các thứ, chúng ta nhiều khi cảm thấy một cái gì đó nó không có được công bằng. Chẳng hạn như quý ông bà và anh chị em chúng ta đang ngồi ngoài trời lạnh lẽo như vậy, trong khi đó nhà thờ có, máy sưởi có mà chúng ta không được dùng. Mà trong khi đó biết bao nhiêu những cái thứ khác thì họ được mở rồi, họ được nọ được kia, trong khi đó mình tin vào Chúa, mình theo Chúa, nhưng tại sao nó lại nhiều khi mình cảm thấy nó có những cái nó bất công. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả những điều đó con thiết nghĩ nó không quan trọng bằng Thiên Chúa. Và thật sự ra đúng như thế. Chúng ta đến đây là bởi vì chúng ta có Thiên Chúa, và chúng ta cũng đang tìm kiếm Thiên Chúa, và đặc biệt chúng ta tìm kiếm cái sự bình an của Ngài. Và chính vì thế quý ông bà và anh chị em, chúng ta hàng tuần chúng ta đều đến đây, tuy lạnh lẽo, tuy thiếu thốn đủ mọi bề, nhưng chúng ta vẫn tới đây bởi vì chúng ta có Thiên Chúa. Thiên Chúa là người lôi cuốn chúng ta, và rồi chúng ta tìm kiếm cái sự bình an của Ngài. Và khi chúng ta đã được Thiên Chúa và chúng ta được sự bình an của Ngài rồi, thì tất cả những thứ khác nó chỉ là phụ thuộc mà thôi. Và đặc biệt quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang ở nhà theo dõi qua trực tuyến, có lẽ trong thời gian này chúng ta cảm thấy một phần ở đó thiếu thốn rất là nhiều. Vì chúng ta không được đi tham dự thánh lễ, chúng ta đặc biệt thiếu thốn mình Thánh Chúa một thời gian dài rồi. Nếu mà một số quý ông bà và anh chị em lớn tuổi hoặc những người có những bệnh, thì từ hồi tháng 1, tháng 2 đến giờ là chúng ta đã không được đến nhà thờ cho đến bây giờ rồi, thì kể như cũng gần một năm trời rồi. Thì trong giây phút này, trong ngày hôm nay,
Nếu chúng ta vẫn cảm thấy rằng chúng ta thiếu thốn những điều đó và chúng ta vẫn còn cảm thấy chúng ta mất mát một cái gì đó, thì đêm hôm nay con khuyên quý ông bà và anh chị em, chúng ta để một chút thời gian, chúng ta cảm nhận coi thật sự ra chúng ta có Thiên Chúa không. Và nếu chúng ta có Thiên Chúa rồi thì tại sao chúng ta lại phải buồn phiền, tại sao chúng ta lại phải chán nản, tại sao chúng ta lại phải thất vọng? Trong khi đó Thiên Chúa là người quan trọng nhất, và chúng ta đã được Thiên Chúa rồi. Và sau đó chúng ta thử xét mình lại coi, chúng ta có được bình an không? Tâm hồn chúng ta có bình an không? Hay là chúng ta để tất cả những sự chi phối khác nó làm cho chúng ta phải phiền muộn, làm cho chúng ta phải chán nản, rồi đôi khi chúng ta lại nghi ngờ Thiên Chúa, hoặc đôi khi chúng ta xa lìa Ngài vì những thứ đó. Nếu quý ông bà và anh chị em nào chúng ta như thế, thì đêm hôm nay đặc biệt sau thánh lễ này, khi chúng ta chầu thánh thể, chúng ta hãy thưa với Thiên Chúa: lạy Chúa, đã có những lúc con vấp phạm, con xa ngã Chúa, có những lúc con đã chọn những thứ khác hơn Chúa, nhưng giây phút này con xin Chúa ngự vào trong tâm hồn của con, thánh hóa con, và đặc biệt ban cho con sự bình an, để rồi từ giây phút này đi, mai mốt khi gặp những sự thử thách, lúc nào con cũng sẽ chọn Chúa. Vì có Chúa và có sự bình an thì con có tất cả, và thiếu Chúa và thiếu sự bình an của Ngài thì con chẳng có gì cả. Và đó là những điều con ước mong cho tất cả những ai chúng ta đang không được bình an, chúng ta đang cảm thấy có những sự thất vọng, chúng ta đang cảm thấy có những cái nó không được như ý của chúng ta. Đặc biệt chúng ta đang chuẩn bị, chúng ta dọn mình để chúng ta mừng Chúa Giáng sinh, nhắc nhở cho chúng ta ngày Chúa đã đến yêu thương nhân loại để rồi cứu chuộc chúng ta, và đặc biệt chúng ta dọn mình để chúng ta đón Chúa lần thứ hai trong từng mỗi người đời của mỗi người chúng ta. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và ngôi Thái là con một Chúa Cha nhờ Thánh Linh bởi lòng đồng trinh Maria mà xuống thế làm người, người chịu khổ hình, chịu đóng đánh để cứu nhân loại, người chịu chết và chịu tan trong mồ, tới ngày thứ ba người lại phục sinh và lên trời hiển vinh, ngày tân thế lại xuống phán xét kẻ dữ người lại. Tôi tin kính Thánh Linh là Thiên Chúa ngôi ba, tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người sẽ sống lại, tôi tin một cuộc sống đời đời. Anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy dọn lòng sẵn sàng bằng một đời sống thánh thiện, tinh tuyền để chào đón vị mục tử nhân lành là Đức Giêsu đến viếng thăm. Với tâm tình chờ mong Chúa đến trong niềm vui và bình an, chúng ta cùng hiệp ý dâng lời nguyện xin. Xin Chúa cho các vị tự trụ chân trong hội thánh luôn tận tình chăm sóc và hướng dẫn từng con chiên nỗ lực sửa đổi tín hư, tập luyện nhân đức để được hưởng lòng Chúa xót thương, và nhất là trong ngày sau hết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết bớt đi những bận rộn trần thế, tích cực dọn đường cho Chúa đến qua việc siêng năng lãnh nhận các bí tích và dấn thân sống chứng tá đức ái nơi môi trường của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho những người cao tuổi được mời gọi tiếp nối sứ mạng của Thánh Gioan qua sự cộng tác vào việc truyền đạt đức tin và giáo dục những thế hệ mới nhờ sự khôn ngoan và kinh nghiệm của các ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết sang bằng những núi đồi cao ngạo, lấp đầy những hố sâu hận thù, sửa cho ngay những lối đường gian dối, hầu sẵn sàng đợi chờ Đức Kitô đến thanh tẩy tâm hồn chúng ta bằng ơn Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cùng thông hiệp với những người xin lễ hôm nay, mỗi người chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện riêng tư và thành tâm tha thiết nguyện cầu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con sống đạo đức thánh thiện trong khi đón chờ con Chúa lại đến. Xin giúp chúng con can đảm dứt khoát với tội lỗi, mau mắn bước theo đường chính trực và tích cực trở nên những chứng nhân đức tin, luôn hăng hái đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con bánh này là sản phẩm của ruộng đất và công lao của con người, để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã đồng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm của cây nho và công lao của con người, để trở nên của uống cho thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thân người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và dâng và những lời chúng con khiêm tôn nài van. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trời dung. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Này Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yêu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con.
để khi người trên lần thứ hai trong uy linh nhờ hồng ân bây giờ được to hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tình thương vững giá đợi chờ. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quán thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chung tung vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa hộp tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa, chúng ơn Chúa Thánh Thần thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Tuy khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gerardo chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse
các thanh tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thê và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho chúng con, ban cho chúng con được những ngày đang sống được bình an nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp. Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô đứng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Nhưng xin cho tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy cúi đầu để chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phụng cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Vùng lên Jerusalem hỡi, đứng trên nơi cao mà nhìn, kìa Thiên Chúa đem hoang lạc đến cho người. Xin quý ông bà anh chị em chúng ta cùng đáp: Mình Thánh Chúa Kitô. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bới trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ, để chúng con hằng khôn ngoan sang suốt, cân nhắc những thực tại trần gian, và luôn thiên tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin quý ông bà và anh chăm chúng ta an tọa. Con xin kính chào tất cả các quý cụ, quý ông bà, quý anh chị em cùng tất cả mọi người trong cộng đoàn. Buổi họp hàng đầu tháng của ban phụ chúng con thì đây là chương trình lễ bắt đầu từ hôm nay cho đến đầu năm 2021. Vào ngày thứ ba, ngày mùng 8 tháng 12 tới đây thì chúng ta sẽ có thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội lúc 7 giờ tối. Và cái tuần kế tới là ngày 12 tháng 12 thứ bảy, và ngày 19 tháng 12 cũng là thứ bảy, thì chúng ta sẽ có xưng tội và cha sẽ mời cha khách tới để giúp xưng tội từ 6 giờ 45 cho đến 7 giờ rưỡi. Và vào ngày thứ năm, ngày 24 tháng 12 lúc 8 giờ tối, chúng ta sẽ có thánh lễ Giáng sinh, thánh lễ vọng Giáng sinh. Và cuối cùng là ngày mùng 1 tháng 1, tức là ngày thứ sáu lúc 7 giờ tối, thì chúng ta sẽ có thánh lễ mẹ là mẹ Thiên Chúa. Cho nên con xin phép đã thay mặt cho ban mục vụ, xin mọi người hãy dành cái thời gian để mà tham dự những buổi lễ đó. Và cuối cùng thì con xin chúc cha và quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể mọi người trong cộng đoàn một tuần mới luôn được khỏe mạnh và bình an. Con xin cảm ơn. Con xin nhắc lại trước khi chúng ta chầu thánh thể thứ ba tuần này chúng ta sẽ có lễ lúc 7 giờ tối. Xin quý ông bà anh chị em chúng ta, những ai chúng ta đi được thì chúng ta cố gắng chúng ta tham dự thánh lễ. Lễ hôm đó mùng thứ ba này là 7 giờ tối là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thì để mà dễ nhớ, quý ông bà anh chị em cứ nhớ thông thường lễ của chúng ta ngoại trừ lễ thứ bảy cho thay vào chủ nhật á thì là 7 giờ rưỡi, còn thông thường những lễ khác thì là 7 giờ. Còn chỉ có mỗi ngày 24 này lễ vọng phục sinh đó thì chúng ta 8 giờ thôi. Thì để vậy cho dễ nhớ, chúng ta lễ thông thường thì 7 giờ. Lễ thay cho chủ nhật là thứ bảy đó là 7 giờ rưỡi. Còn Giáng sinh thì là 8 giờ. Rồi còn tuần tới thì 6 giờ 45 đó chúng ta sẽ có giải tội. Nên quý ông bà và anh chị em chúng ta ai cần xưng tội tuần tới và thứ bảy thì hai tuần liền kế tiếp với nhau đó, ngày 12 với ngày 19 đó. Thì khoảng cứ 6 giờ 45 nếu chúng ta cần xưng tội 6 giờ 45 cho tới 7 giờ rưỡi, sau đó chúng ta có thánh lễ như thường. Bây giờ chúng ta còn xin quý ông bà chúng ta chuẩn bị chầu thánh thể. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cộng đoàn chúng con đến quỳ trước tôn nhan Chúa đây, con đại diện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, những người đang ốm bệnh, những người không thể đến đây với Chúa được. Chúng con xin Chúa ngự đến đặc biệt từng mỗi nhà của quý ông bà và anh chị em trong cộng đoàn của chúng con, đặc biệt quý cụ, những người đang ao ước được Chúa ngự vào trong lòng của họ. Họ đã không được đến nhà thờ biết bao nhiêu tháng nay rồi. Trong giây phút này, họ đang ở nhà, cũng đang ngước lên nhìn thấy Chúa đây. Xin Chúa đặc biệt, những ai tâm hồn họ không được bình an, những ai họ đang có những phiền muộn, xin Chúa ngự đến thanh hóa.
Xin Chúa ban cho họ được sự bình an đặc biệt trong gia đình, trong những thời gian khó khăn này. Nếu Ngài không ban cho chúng con sự bình an, thì ở đâu chúng con có nghị lực để chúng con tiếp tục? Làm sao chúng con có thể chọn Ngài? Nếu chúng con không biết Ngài là ai, nếu chúng con không có được sự bình an của Ngài. Chính vì thế, xin Chúa ban cho từng mỗi người chúng con sự bình an của Ngài. Để rồi qua sự bình an đó, chúng con sẽ chọn Chúa. Vì chúng con cảm nhận được rằng không có gì quan trọng bằng sự bình an của Chúa và không có gì quan trọng bằng Chúa. Xin Chúa ban cho từng mỗi người chúng con, đặc biệt sự bình an đó. Và trong giây phút thầm lặng này, chúng ta hãy tâm sự với Chúa, chúng ta hãy chia sẻ với Chúa tất cả những gì chúng ta đang ao ước cần sự chia sẻ, những gì chúng ta cần cầu xin. Trong giây phút này, chúng ta hãy cầu xin với Chúa.
Jesus Christ. Our community also pray for our youth, for our children. Many of them do not know who you are. Many of them at this moment also struggle with the quarantine, with all the things that are happening. I ask you to bless each one of them especially. Show yourself to them. Especially those who doubt you, especially those who do not understand you. They live in a society that often lure them to things that distract them from you. Enter into their hearts. Transform them. Give them peace that the world cannot give. So that when they have that peace from you, they will recognize and continue to yearn for you, because no one else could replace you. No one else could give them that peace. And so I ask you to enter their life, transform them, sanctify them, protect them. Chúa đã ban ban bởi trời cho nhân loại. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bi tinh huyền diệu để kỷ niệm cuộc khổ nạn Chúa. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được sùng kinh mầu nhiệm thánh thể Chúa, để chúng con luôn được hướng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiên trí cùng Đức Chúa Cha, làm một với Đức Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời xong, chúc anh chị em đã về bình an.